Mình có hoạt động thể thao, nói chung là chơi, chạy hay là đá banh hay leo núi, ít khi thấy mệt lắm. Đi khám thì cũng có siêu âm ở phần bụng, xong sau đó là siêu âm lên tim. Siêu lên tim thì phát hiện là hở van thì mới siêu âm sâu hơn nữa thì mới thấy là thông liên nhĩ. Lúc nhỏ thì mình không biết, mình nói chung là sinh hoạt bình thường. Lúc đó thấy sao tự nhiên mình khỏe mạnh như vậy mà lại bị thông liên nhĩ. Mình biết đến bệnh viện Tâm Anh là vì chú mình giới thiệu qua. Thì đây là một trường hợp cực kỳ điển hình của bệnh tim bẩm sinh của người lớn, phát hiện muộn. Do cái bệnh lý của thông liên nhĩ thường thường là nó không có quá nặng và nó diễn tiến theo thời gian, đến lớn thì mới bắt đầu có triệu chứng. Thì bệnh nhân có triệu chứng ở hai điều, là một là có một âm thổi trong tim, cái thứ hai nữa là cái buồng thất phải trên giãn trên siêu âm tim. Thì trên siêu âm tim thành ngực cái kích cỡ khoảng chừng 14-15, tuy nhiên trên siêu âm tim thực quản do cái lỗ thông á, nó không có hình tròn mà hình bầu dục, có những cái góc này thì nhỏ hơn, mình đo xéo đúng cái trục chiều dài nhất thì nó sẽ lớn hơn. Chúng tôi tiến hành là siêu âm tim thực quản 3D 3 chiều thì đánh giá hết toàn bộ được cái kích thước của cái lỗ thông đó và xác định được cái đường kính dài nhất của cái lỗ thông liên nhĩ đó là 20mm. Đồng thời trên cái siêu âm tim thực quản cũng đã xác định được cái khoảng cách từ cái lỗ thông tới cái cấu trúc xung quanh của tim như van hai lá, van ba lá, động mạch chủ, rìa thành sao, tĩnh mạch chủ trên, chủ dưới, và nó đều cách xa ở cái khoảng cách đó. Thì đây là một cái trường hợp rất là điển hình, kích thước lỗ thông liên nhĩ này thuộc loại trung bình và rất là thuận lợi để chạy đóng bằng dụng cụ. Mình có lên mạng mình tra, tại vì nghe nói là sau này nếu mà để lâu á, nó sẽ gây ra suy tim á và ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của mình á, nên mình cũng hơi sợ. Mình đi khám á thì bác sĩ chỉ nói là khi mà biết thông liên nhĩ thì mình sẽ sống như một người bình thường, nói chung là không ảnh hưởng gì đến sức khỏe nữa. Nếu mà cơ tim tốt quá thì có thể là cái phần tâm thất nó bị giãn á, nó có thể thu hồi về được và từ đó thì cái van nó sẽ bớt hở hơn. Chúng tôi tiến hành bằng gây tê tại chỗ, chích thuốc tê ở vùng đùi, sau đó là chúng tôi đặt một cái máng dẫn để đưa những cái dụng cụ đi lên tới tim. Đây là một cái kỹ thuật gọi là sizing balloon, là sử dụng một cái bóng để đo đúng kích thước của cái lỗ thông. Cái lỗ thông nó có thể không hình tròn. Dụng cụ là một cái thanh kim loại có trí nhớ và nó cắt ra tạo thành hình khối dù có hai cánh và dính nhau ở chính giữa, hình tròn đều đặn, nên là cái sizing đó phát hiện được cái kích thước của lỗ thông hơn. Và ngoài ra một số trường hợp những cái phình vách màng nó mỏng mỏng, nó sẽ làm cho cái lỗ thông nó lớn hơn trong thực tế. Thì sau khi mà mình đo đạt cái kích thước, cái lỗ thông này đường kính khoảng chừng 24 ly và chúng tôi quyết định là sử dụng cái dụng cụ Amplas Septal Occluder kích thước là 26 với delivery là 12F để đưa cái dụng cụ vào và đóng cái lỗ thông. Trường hợp này thì sau khi kiểm tra bằng cái động tái kéo và thả thì rất là tốt. Và bên cạnh đó thì tôi tiến hành siêu âm tim qua thành ngực trực tiếp cho bệnh nhân để đánh giá được cái vị trí của cái dù, nó có dù đúng vị trí hay không và nó có chèn ép những cơ quan lân cận hay không. Ngoài ra một trong những mặt cắt mà quan trọng nhất là siêu âm ở vùng bụng để đánh giá được cái rìa tĩnh mạch chủ dưới. Thì khi mà rìa tĩnh mạch chủ dưới nó kẹp chắc cái vách liên nhĩ thì mình mới được quyền tháo cái dụng cụ đó ra. Và để cho tránh chảy máu ở vị trí chích thì tôi khâu một mũi nhỏ ở vị trí chích và qua ngày mai sẽ cắt chỉ. Mục tiêu của chúng tôi là rút ngắn thời gian nằm viện, nên là tất cả những cái mà chuẩn bị của bệnh nhân tụi tôi cố gắng chuẩn bị ở giai đoạn trước khi mà làm thông tim. Thì bệnh nhân nhập viện vào buổi sáng cùng ngày và được làm thông tim cùng ngày, và bệnh nhân được theo dõi qua đêm để kiểm tra cái vị trí chích có bị chảy máu gì hay không. Mọi chuyện ổn rồi bệnh nhân sẽ được xuất viện vào ngày hôm sau. Thông liên nhĩ là một trong những dị tật tim bẩm sinh phổ biến nhất, xảy ra khi có một lỗ thông trên vách ngăn giữa tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái. Bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và can thiệp bằng phương pháp phù hợp. Trung tâm tim mạch Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh quy tụ đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm với hệ thống máy móc hiện đại, tiên tiến bậc nhất hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán và đưa ra phác đồ điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Từ đó giúp bệnh nhân có một trái tim khỏe mạnh để hòa nhịp với cuộc sống bình thường.